Bắt chuyến Grab 25.000, chuyển nhầm 50 triệu vì khách đã nhận lại tiền từ tài xế sau nhiều ngày mất tích. Trước đó, tối ngày 16 tháng 1, Anna đặt một cuốc xe GrabBuy đi từ đường Hoàng Sa đến đường Lý Văn Phước, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do tài xế OMN nhận. Trên app báo giá cước cuốc xe là 25.000 đồng khi hoàn tất hành trình. Do không có tiền mặt sẵn nên Anna đã trả tiền cho tài xế N bằng cách chuyển khoản ngân hàng riêng của hai bên. Anh dự định sẽ tiếp thêm cho tài xế 25.000 đồng, do đó tổng số tiền cần chuyển là 50.000 đồng. Tuy nhiên vì nhầm lẫn, anh đã chuyển luôn cho 50 triệu đồng vào tài khoản của người tài xế. Đến khi phát hiện sự việc, nạn nhân cố liên lạc với tài xế qua số điện thoại, nhưng lại là người khác bắt máy. Vì tài xế xe công nghệ nhận nhầm tiền sau đó đã mất tích. Sự việc được hành khách này trình báo với công ty Grab, mong được giải quyết lấy lại tiền. Phía Grab đã hỗ trợ nạn nhân trong việc trình báo công an cũng như là cố liên lạc với tài xế. Tuy nhiên, phía hãng xe cho là hành khách biết việc chuyển tiền giữa hai bên là giao dịch qua ngân hàng cá nhân, hãng không thể can thiệp. Theo xác nhận mới nhất của vị hành khách tên A, vào ngày 25 tháng 1 vừa qua, tài xế Grab N đã hoàn trả số tiền là 49,95 triệu đồng nhầm lẫn cho anh sau một thời gian mất liên lạc. Ngoài ra, tài xế N cùng gia đình đã đến làm việc nói chuyện với anh A để thông báo nguyên nhân biệt tích những ngày qua là do bị rớt mất điện thoại và bản thân có tính hay quên. Anh A cho biết thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của tài xế N. Tuy nhiên, hành khách này vẫn cho rằng phía công ty Grab thiếu trách nhiệm trong việc này.